Công ty chế tạo robot có trụ sở tại Trung Quốc, Ubitech đã phát triển robot Adibot ở hai phiên bản, một phiên bản cố định được thiết kế để người dọn dẹp hoặc giám thị ở trường di chuyển từ phòng này sang phòng khác và một phiên bản tự động với cảm biến lidar có thể tự di chuyển vòng quanh phòng và khử trùng trong lúc di chuyển. Công ty này cho biết ánh sáng UVC do robot phát ra sẽ có tác dụng diệt virus lên tới 99,9%. Tia UVC này có thể gây hại cho con người, vì vậy robot Adibot sẽ được cài đặt hệ thống cảnh báo, tia sáng sẽ được tắt nếu phát hiện bất kỳ chuyển động nào. Hiện tại bốn robot đang được triển khai tại hai trường học ở Delaware, bang California. Chúng tôi có thể không bao giờ trở lại bình thường, nhưng cần phải đưa ra một số điều bình thường mới, nơi học sinh sẽ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mình. Chúng tôi cũng cần đảm bảo rằng các giáo viên và học sinh của mình cảm thấy thoải mái tại trường nếu quay trở lại học. Robot phiên bản cố định có giá 20.000 đô la Mỹ và phiên bản tự động là 40.000 đô la Mỹ.